Chàng trai hào hoa này vô tình cảm nắng một cô gái vô cùng xinh đẹp, anh đã hạ quyết tâm phải tán bằng được cô gái ấy, và xác định ngay từ đầu cô chính là vợ tương lai của mình. Với tài ăn nói khéo léo, anh đã nhanh chóng có được cô ấy. Hai người hàng ngày dính lấy nhau như kẹo kéo, bất kể ngày hay đêm, họ đều có thể cho người xem ăn cơm chó. Vậy câu chuyện tình yêu của họ sẽ có cái kết như thế nào? Liệu có bền chặt được hay không? Xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu bộ phim nha! Chàng trai này là Tom đến từ New Jersey. Từ nhỏ anh đã cho rằng chỉ khi gặp được cô gái định mệnh của mình mới có được hạnh phúc thật sự. Còn cô gái này là Summer đến từ Michigan, lại không có cách nghĩ này. Vào ngày bố mẹ cô ly hôn, cô đã cầm kéo cắt phăng mái tóc của mình. Hôm đó ở văn phòng, Tom gặp Summer, anh dường như lập tức quyết định cô chính là cô gái định mệnh mà mình luôn tìm kiếm. Summer là trợ lý mới của ông chủ, là một cô gái rất bình thường, nhưng trong mắt Tom, cô lại là duy nhất họ có thể gặp gỡ trong thành phố to với 3,8 triệu dân này. Chỉ có một lời giải thích, đó là vận mệnh. Nhưng bạn thân lại nói với anh, trông Summer có vẻ rất kiêu ngạo, anh ấy nghĩ cô tài trí hơn người, luôn thờ ơ với người khác. Tom không nén nổi bực bội, quá ghê tởm đi, vì sao các cô gái xinh đẹp luôn cho rằng mình có thể chà đạp lên người khác tùy ý, cứ kệ cô ta đi, tôi còn lâu mới quan tâm đấy. Thế nhưng 4 ngày sau, Tom gặp Summer ở trong thang máy, chỉ có hai người họ. Tom quay đầu sang một bên, có điều Summer lại rất thích thú với bài hát mà Tom đang nghe, cô không nhịn được đung đưa theo, địch, hình như mình càng thích cô ấy hơn. Summer giống như một cục nam châm, thu hút Tom lại gần cô. Tom học chuyên ngành kiến trúc ở đại học, sau khi tốt nghiệp thì làm trái ngành, anh chuyên phụ trách thiết kế những cấu trúc trên thiệp chúc mừng ở công ty này. Anh rất thành thạo công việc này, vì thế được gọi là quý ngài tay nghề điêu luyện. Nhưng Summer lại tiếp lời, trước đây họ đều gọi là cô gái thô lỗ. Tom kinh ngạc, rượu trong miệng cũng phun ra ngoài. Summer vội vàng giải thích, đó là vì tôi rất gọn gàng sạch sẽ, làm việc luôn có trình tự. Summer hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng trước đây. Tóm lại, cô gái này không bình thường. Thế nhưng, sau vài ngày, Tom quyết định từ bỏ, bởi vì anh chào hỏi Summer ở trong thang máy, hỏi cuối tuần cô như nào. Summer trả lời rằng rất tuyệt, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh chữ tuyệt kia. Nghe có vẻ cuối tuần này cô đã lên giường với một huấn luyện viên phòng gym nào đó, hoặc là người đắm chìm trong tình yêu đều sẽ trở nên nhạy cảm. Đa nghi, Tom cảm thấy Summer không có cảm giác với anh cũng bó tay rồi. Mặc dù anh nói miệng như thế, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo Summer. Bạn bè gợi ý Tom hãy hẹn cô ấy ra ngoài, nhưng Tom lại nói, đừng ngốc thế. Không lâu sau, công ty tổ chức tiệc karaoke ở quán bar, Tom chủ động tìm Summer trò chuyện, nói về những chuyện thú vị. Summer nói rằng trở thành bạn gái của người khác cảm thấy rất kỳ lạ. Con gái nên hưởng thụ độc lập và tự do, chứ không phải thành vật sở hữu của bất kỳ người nào. Mối quan hệ giữa những người yêu nhau rất phức tạp, hơn nữa luôn sẽ có người bị tổn thương. Còn không bằng nhân lúc đang trẻ tuổi hãy tận hưởng niềm vui trước mắt. Chuyện cưới xin sau này hãy nói. Nghe lời cảm nghĩ của cô ấy xong thì Tom vội hỏi, nếu cô rơi vào bể tình thì sao? Nhưng Summer lại nói, cô không hiểu từ yêu có ý nghĩa gì. Có lẽ là lý do tại sao hầu hết các cuộc hôn nhân đều tan vỡ, giống như bố mẹ cô. Cô không tin có thứ gọi là yêu trên thế giới này. Đó chỉ là ảo tưởng của mọi người mà thôi. Tom lại rung động nói, tôi cảm thấy cô nhầm rồi. Lúc cô cảm nhận được yêu thì cô sẽ biết. Sau đó, Tom lên bục hát một bài, Summer dưới bục cổ vũ cho anh. Lúc tạm biệt, bạn bè chỉ vào Tom nói với Summer, tên nhóc này thích cô. Thế nghĩa là Tom gián tiếp tỏ tình rồi. Summer rất nghiêm túc hỏi, anh thật sự thích tôi sao? Tommy cười, sau đó thẳng thắn thừa nhận. Summer cho rằng Tom là một người rất thú vị, nhưng cô hy vọng sự yêu thích giữa họ là sự yêu thích của bạn bè. Bốn mắt nhìn nhau, Tom cũng không biết nên nói gì. Tom nhìn bóng lưng rời đi của cô, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Thế nhưng chỉ 3 ngày trôi qua, Summer đã chủ động hôn anh trong phòng in ấn. Ngày thứ 34 quen nhau, họ cùng đi siêu thị nội thất. Nơi này có phòng khách và bếp rộng rãi sáng sủa, dường như là tổ ấm của họ. Họ hôn nhau say đắm trên chiếc giường lớn trong phòng trưng bày. Tom cảm thấy dường như được bao bọc trong hạnh phúc. Nhưng Summer vẫn nói với anh, em không muốn một mối quan hệ nghiêm túc, có thể không? Tom chỉ trả lời, đương nhiên, có thể thoải mái một chút, dần dần thôi. Lúc trở về, Summer chủ động nắm tay Tom. Sau khi trở về nhà, họ cùng nhau tiết ra hormone kích tình. Sáng ngày hôm sau, Tom hiên ngang sải bước, tinh thần phấn chấn. Anh đều mỉm cười với mọi người, thế giới trước mắt trở nên đầy màu sắc. Ngày thứ 45, tình cảm của họ vẫn luôn nồng thắm. Ngày thứ 87, họ cùng nhau xem phim hành động tình cảm, làm ra các tư thế khác nhau trong phòng tắm. Ngày thứ 95, Tom dẫn Summer tham quan nhiều kiến trúc đa dạng phong cách. Họ ngồi trên băng ghế bên sườn đồi, có thể nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt. Tom nói rằng đây là nơi anh thích nhất. Anh còn vẽ các bản vẽ cấu trúc của tòa kiến trúc phức hợp trên cánh tay Summer. Ngày thứ 109,
Lần đầu tiên Summer dẫn Tom về nhà mình, với Tom mà nói thì đêm đó trở thành bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Bức tường che giấu tình cảm chân thực của cô đang dần sụp đổ. Tom bước vào thế giới của cô, một nơi rất ít người được mời đến. Summer còn vô tình tâm sự với anh, đó là bí mật mà cô chưa từng cho bất kỳ ai biết. Nhưng Tom lại nói anh muốn anh không phải là bất kỳ ai. Thật ra Summer chỉ muốn coi anh là bất kỳ ai. Đây là điều đã nói khi bắt đầu. Trong lòng Tom không hiểu nổi, không biết định nghĩa mối quan hệ giữa họ như nào. Ngày thứ 118, anh hỏi ý kiến cô gia sư tình yêu nhỏ Rachel. Rachel nói, rõ ràng là anh muốn chị ấy làm rõ. Anh chỉ sợ không nhận được đáp án mình muốn thôi. Nếu đổi lại là em tình nguyện biết từ bây giờ. Còn tốt hơn một ngày nào đó phát hiện người đàn ông khác trên giường chị ấy. Lúc lái xe Tom thở dài, rõ ràng tâm trạng nặng nề. Cuối cùng anh hỏi ra câu đó, quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc là gì? Summer cười nói, em không biết ai sẽ để ý chứ. Em rất hạnh phúc, anh cũng rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Ngày thứ 154, Tom càng yêu cô sâu đậm hơn. Anh yêu nụ cười của cô, yêu mái tóc của cô, yêu đầu gối của cô, yêu vết bớt hình trái tim trên cổ cô, yêu dáng vẻ cô liếm môi trước khi nói, yêu giọng nói của cô, yêu dáng vẻ khi ngủ của cô. Ngày thứ 167, Tom tràn đầy đam mê và linh cảm trong công việc. Anh viết ra lời chúc khiến mỗi người đều ngạc nhiên, chỉ vì những lời đó đều là cảm xúc chân thật của anh. Ngày thứ 191, họ hẹn nhau đi xem phim, xem khung cảnh hạnh phúc khi nam nữ chính kết hôn. Summer khóc tâm trạng xúc động rất lâu. Sau đó họ cùng nhau đến cửa hàng băng đĩa. Tom muốn nắm tay cô, nhưng cô lại tránh đi. Trước khi tạm biệt cô hôn Tom một cái. Ngày thứ 203, Summer chính thức đề nghị chia tay. Cô nói họ ở bên nhau chỉ biết ầm ĩ cãi nhau, còn với Tom đây cũng không coi là chuyện bất ngờ. Summer giống như chỉ cắt đi mái tóc dài mà cô thích, không có cảm xúc. Nhưng Tom lại vô cùng bực tức, mặt mũi tối sầm đứng dậy rời đi. Bạn bè đều khuyên anh từ bỏ Summer, chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Nhưng Tom không muốn quên cô, anh phải nghĩ cách làm hòa với cô. Ngày thứ 259, Tom hẹn Summer cùng đến quán bar uống rượu. Một người đàn ông cầm chai bia mời Summer uống một ly. Summer lịch sự từ chối anh ta, nhưng người đàn ông này không cam lòng. Trước khi rời đi còn sỉ nhục Tom một trận. Tom tức giận đấm anh ta, người đàn ông nhân lúc anh không đề phòng đấm trả. Cuối cùng, Tom bụng vết thương ở khóe môi trở về nhà cùng Summer. Summer trách anh không phóng khoáng ở trong quán bar. Tom cảm thấy mình đánh nhau vì cô, nhưng Summer lại không cho là vậy. Cô nói rằng cô và Tom chỉ là bạn bè. Tom không đồng ý với cô, họ đã làm những chuyện mà chỉ người yêu mới làm. Theo suy nghĩ của Tom, họ là một đôi yêu nhau chân thật, nhưng Summer lại không muốn thừa nhận phần tình cảm này. Tom đành tức giận rời đi. Sau khi trở về nhà, anh trằn trọc mất ngủ, luôn do dự có nên gọi điện cho Summer không. Summer lúc này cũng mất ngủ, ban đêm trời mưa to. Summer đứng ở ngoài cửa thành khẩn nói xin lỗi anh. Tom nói rằng anh không cưỡng cầu định nghĩa mối quan hệ giữa họ nữa, nhưng anh hy vọng giữa họ có sự ăn ý nhiều hơn. Summer tới hôn một nụ hôn say đắm và nói cô không thể bảo đảm điều đó. Trong lòng Tom tràn đầy tình yêu cay đắng, nhưng không thể cưỡng lại tình cảm của cô. Tình yêu phong phú bất thường của Summer khiến Tom ghen tuông, nhưng Summer hoàn toàn không để ý. Tom chỉ là một trong những người bạn của cô mà thôi. Ngày thứ 314, lúc Tom đi xem phim, bên cạnh không có Summer nữa. Trái tim của anh dường như rơi xuống vực thẳm đau đớn. Ngày thứ 321, Summer đã rời khỏi công ty. Tom vẫn luôn bao vây trong những cảm xúc không còn gì để sống. Ông chủ gọi anh vào phòng làm việc, bởi vì thành tích gần đây của anh quá kém. Ông chủ cho rằng anh đang trong thời kỳ trầm cảm, cảm thấy có thể lợi dụng điều đó. Vì thế đưa cho anh nhiệm vụ công việc mới, viết lời tiếc nuối trong tang lễ. Ngày thứ 322, Tom cảm thấy mình rất hận Summer. Anh ghét đôi mắt sáng của cô, ghét kiểu tóc 5-60 của cô, ghét đầu gối cô vừa béo vừa tròn, ghét vết bớt hình con dán trên cổ cô, ghét dáng vẻ mím môi trước khi nói chuyện của cô, ghét tiếng cười của cô. Ngày thứ 345, Tom bắt đầu xem mắt dưới sự sắp xếp của bạn bè. Kết quả cô gái đó trở thành đối tượng tri kỷ của anh. Anh lảm nhảm về việc anh yêu Summer bao nhiêu, vừa muốn quên cô ấy, nhưng mặt khác anh cũng biết Summer là người duy nhất có thể khiến anh hạnh phúc trên thế giới này. Trong đầu anh phát đi phát lại thời gian hai người ở bên nhau, sau đó tìm ra tiền thân của vấn đề. Anh cảm thấy chỉ có hai khả năng, hoặc cô chính là người xấu xa, lạnh lùng ương bướng, hoặc cô là người máy không có cảm xúc. Lúc này cô gái đối diện hỏi anh một câu, có phải từ lúc bắt đầu cô ấy nói với anh cô ấy không muốn có bạn trai không? Khuôn mặt của Tom lộ ra nụ cười phức tạp. Sau đó anh chạy lên bục hát nhạc rock bi thương. Ngày thứ 402, Tom ngồi tàu đến tham gia hôn lễ của bạn bè. Không ngờ anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia trên tàu. Anh không hề dừng bước mà đi thẳng đến vị trí ngồi của mình. Summer cũng nhận ra anh, vì thế cô đi đến bên cạnh Tom và chào hỏi. Cô cũng đi tham gia hôn lễ. Cô mời Tom uống một ly.
Tôm do dự rồi đồng ý. Tàu hỏa chạy qua dọc bờ biển, họ ngồi đối mặt trong toa tàu. Ánh ban mai màu vàng tô điểm nụ cười hạnh phúc của họ. Tình cảm sâu sắc trong lòng cũng bắt đầu hồi phục vào khoảnh khắc đó. Sau khi đến đám cưới, Tôm thay thành bộ vest đẹp trai, phóng khoáng. Summer cũng thay thành bộ trang phục đẹp đẽ. Hai người ngồi với nhau và nói đùa về những khuyết điểm nhỏ của nhau. Summer giật được hoa cưới của cô dâu, Tôm mỉm cười khi nhìn thấy nó. Sau đó họ cùng nhau khiêu vũ. Summer mời Tôm đến bữa tiệc của cô vào thứ sáu tới. Lúc trở về, Summer gục vào vai Tôm ngủ thiếp đi. Tối thứ sáu, Tôm đến căn hộ trong sa mạc như đã hứa. Anh vẫn say sưa với lời hứa đêm ấy. Anh tin rằng lần này kỳ vọng của anh sẽ trở thành hiện thực, nhưng mọi kỳ vọng đều chỉ là do anh tưởng tượng trong đầu thôi. Summer không hề hôn anh, thay vào đó là lịch sự ôm anh. Summer không hề nói chuyện thân mật với anh, mà đứng bên cạnh một người phụ nữ. Summer không hề tán tỉnh anh, mà để anh ở một nơi uống rượu buồn chán. Điều khiến anh không chấp nhận nổi là Summer không giống như cô ấy nói, từ chối bạn trai hoặc hôn nhân. Bởi vì trên ngón áp út của cô đeo nhẫn cưới lấp lánh, Tôm cảm thấy từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều bị lừa dối và phản bội bủa vây. Anh xấu hổ tức giận kìm nén nước mắt xông ra đường lớn. Thế giới của anh trở thành màu xám, mỗi ngày Tôm đều nhàm chán, vô tri vô giác sống qua ngày. Anh mặc đồ ngủ như bà dì ra ngoài mua đồ. Ngày hôm sau lúc họp, đọc những lời chúc mang nghĩa cổ vũ của đồng nghiệp, Tôm tố cáo nói, chính những lời chúc, bài hát thịnh hành, phim ảnh là thủ phạm khiến chúng ta rối trá và đau lòng. Con người nên đích thân nói ra cảm xúc thân thiết của họ, chứ không phải dùng những lời chúc trong thiệp mừng. Ví dụ từ tình yêu này, vô nghĩa. Sau khi chút giận xong, Tôm lựa chọn từ chức. Ngày thứ 456, Tôm bắt đầu thử cố gắng bình tĩnh lại. Anh học lại kiến thức về ngành kiến trúc và vẽ cấu trúc kiến trúc lên tường. Anh bắt đầu nỗ lực tìm kiếm công việc mới. Ngày thứ 448, Tôm đến nơi mà anh thích nhất. Anh ngồi lên băng ghế đã lưu giữ hồi ức đẹp giữa anh và Summer. Khiến anh ấy bất ngờ là Summer lại ngồi phía sau anh. Cô biết có thể gặp Tôm ở đây. Bây giờ cô cũng yêu nơi này. Cô luôn làm bất kỳ điều gì cô muốn. Trong lòng Tôm có một câu hỏi lớn. Summer nói rằng cô chưa từng muốn làm bạn gái của bất kỳ ai. Nhưng bây giờ cô đã làm vợ người khác. Điều này khiến anh không thể hiểu nổi. Summer nói rằng mình cũng ngạc nhiên. Dù sao cũng xảy ra rồi. Một ngày nào đó cô tỉnh lại, bỗng phát hiện giữa cô và Tôm thiếu mất gì đó. Tôm quay đầu sang một bên, sau đó cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc. Anh hỏi, em biết thế nào mới là đau đớn nhất không? Là khi em nhận ra mọi thứ em tin tưởng đều là nhảm nhí. Những thứ gọi là vận mệnh, bạn tâm giao, tình yêu đích thực, câu chuyện cổ tích đều không tồn tại. Có lẽ em đúng, nhưng Summer lại cười nói, em ngồi trong một quán ăn quen, đọc bức chân dung của quỷ dữ. Một người đàn ông đi về phía em, hỏi em những vấn đề liên quan đến cuốn sách này. Bây giờ anh ấy trở thành chồng em nghĩ đây chắc là vận mệnh đã định, cho nên bây giờ em cảm thấy anh mới đúng. Anh chỉ sai ở chỗ không nên yêu em. Nói xong cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của Tôm. Lúc rời đi, Tôm gọi cô lại. Anh thật sự hy vọng em hạnh phúc. Ngày thứ 500, Tôm đến phỏng vấn một chức vụ. Cô gái ngồi bên cạnh là đối thủ cạnh tranh của anh. Cô gái chủ động chào hỏi anh. Tôm chúc cô không nhận được công việc này. Cô gái cười và nói hình như đã gặp Tôm ở đâu đó. Lúc này trong đầu Tôm nghĩ đến giữa những việc nhỏ nhặt và việc lớn, không có mối liên hệ cần thiết, tất cả đều là trùng hợp quyết định mọi thứ. Trên thế giới này không có phép lạ, cũng không có định mệnh, không có gì là sắp đặt trước cả. Anh mời cô gái đi uống cà phê sau khi phỏng vấn xong. Cô gái do dự một lúc thì đồng ý và long trọng giới thiệu mình. Dấu chấm hết cho 500 ngày. Tình yêu của Tôm mở ra một ngày mới. Tác phẩm 500 Days of Summer do Mark Water đạo diễn được chiếu năm 2019. Bộ phim đã đoạt giải Golden Satellite 2009 cho kịch bản gốc hay nhất. Giải Quả Cầu Vàng 2010 cho bộ phim hay nhất, được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim chủ yếu kể về diễn biến tâm lý của Tôm từ lúc yêu Summer rồi để mất đi cô ấy. Bộ phim xuất hiện một bước ngoặt thú vị. Ban đầu Tôm cho rằng tình yêu là định mệnh, còn Summer lại không tin vào tình yêu chút nào, cũng không tin vào vận mệnh. Nhưng đến cuối cùng Tôm bắt đầu nghi ngờ vào vận mệnh, nghi ngờ tình yêu, thì Summer lại tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào vận mệnh đã định. Trong tình yêu, chúng ta thường phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan như Tôm. Tôi không có được em dù chỉ một giây, lại dường như mất em cả vạn lần. Hoặc là chúng ta đã làm tất cả những chuyện mà cặp tình nhân nên làm, nhưng chúng ta không bao giờ trở thành một cặp. Bởi vì chúng ta nhận định tình yêu là người đã được định sẵn trong vận mệnh. Đây là chủ nghĩa duy tâm thuần túy, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Thực tế, chúng ta sẽ yêu những kiểu người khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Cái gọi là định mệnh chỉ là gặp đúng người vào đúng thời điểm thôi. Đôi lúc cuộc đời là như vậy, bạn gặp được một người, cảm thấy anh ấy thú vị, bạn bỏ lỡ, sau đó cũng không gặp lại nữa.
Tuyệt đối đừng cảm thấy đây là vận mệnh. Vận mệnh chỉ là tiêu chuẩn khi chúng ta xong việc. Vận mệnh có thể sẽ cho bạn gặp, nhưng nó sẽ không cho bạn kết thúc. Trên đời này không có nhiều người thú vị, cho nên bạn hãy táo bạo một chút. Tình yêu vốn không dễ dàng gì, bạn gặp đúng người sẽ không đợi bạn tại chỗ. Thất tình thì cứ mặc nó rời đi, bạn có thể đau khổ, nhưng phải tỉnh táo. Không phải tình yêu không đáng tin, có thể là bạn yêu sai người thôi. Ok, review hôm nay đến đây thôi. Nếu thích hãy ấn theo dõi, thích và lưu lại nhé. Cứ thế nhé, hẹn gặp lại.